Sau gần 3 năm kết hôn, mối quan hệ giữa Đông Nhi và mẹ chồng ra sao? Đông Nhi và ông Cao Thắng là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong showbiz được nhiều khán giả yêu mến. Sau gần 3 năm kết hôn, Đông Nhi vẫn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ. Đặc biệt, cô còn là nàng dâu được lòng gia đình chồng. Vừa qua, Đông Nhi tham dự một show diễn và không thể thiếu con gái đi theo làm khán giả cổ vũ nhiệt tình. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của mẹ ông Cao Thắng. Bà là người đi cùng con dâu đến đêm diễn dù đã khá trễ. Không những vậy, mẹ chồng Đông Nhi còn kiên nhẫn bế nhóc tỷ Winnie cùng xem tiết mục của con dâu. Mẹ ông Cao Thắng còn là một fan cứng của con dâu. Vào ngày sinh nhật của mẹ chồng, Đông Nhi cùng ông Cao Thắng đã chuẩn bị món quà đặc biệt. Khung ảnh một nhà ba người được giọng ca Bối Rối đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Qua hành động nhỏ, Đông Nhi đã thể hiện sự hiếu thảo và tình cảm dành cho mẹ chồng. Sau hơn 2 năm làm dâu nhà ông Cao Thắng, Đông Nhi vẫn luôn được lòng mẹ chồng lẫn em chồng. Điều này phần nào thể hiện được cô là người vợ, người con tốt. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!